Rồi chào mọi người ha, mình là kênh 4G miễn phí Asia. Thì mọi người cũng biết rồi đó, vừa rồi mình update từ giao thức VMS chuyển sang VLS. Thì lý do tại sao mình update để cho nó mạnh hơn hay là cho nó thế nào đó, thì mình có ghi một thông báo nhỏ ở đây, mọi người có xem ha. Update tốn kha tiền đây. Đây thì trước đó mình có hướng dẫn cho mọi người là phát wifi cho máy tính, làm sao để máy tính sử dụng được. Cách thứ nhất là mọi người có thể sử dụng là gắn Roxy và AP vào. Cách thứ hai là mọi người dễ hơn là mọi người tải net về để mọi người sử dụng. Nhưng mà cho đến hiện tại á thì là không dùng được. Tại vì do net nó không có hỗ trợ giao thức VLS mới của mình nha. Nên bây giờ mọi người phải chuyển sang cái app tên là V2RN. Thì làm sao để tìm được app V2RN này cũng rất là dễ chứ không khó. V2RN, mọi người ấn vào Google, mọi người search ha. Đây, nó ra cái phiên bản này. Nhưng mà mọi người chú ý nha, mọi người phải tải từ GitHub về cho nó chắc chắn nha. Cái suột đây là open suột nhưng mà nó rất là chắc chắn, không có mã độc, không có gì cả. Thì ở cái phần hướng dẫn này người ta có viết nè, cách để sử dụng nè. Nếu bạn là một người mới thì bạn vui lòng tải cái phiên bản là V2Ray with Core về. Xong sau đó tải về, bạn vẫn sẽ phải tải cái phần core in the bin directory. Thì hồi nãy mình cũng vừa vào đấy xem thử rồi thì nó thấy cũng không có khác biệt gì, cũng mình cũng chưa biết nó có lý do hay nguyên nhân gì. Đây last state. Mình xin lỗi nha, quay lại nha. Để tải mọi người ấn vào góc phải màn hình nó có chữ last state nè, 6.23 là phiên bản mới nhất nè. Thì có thể sau này sẽ lên 6.24 hay gì đó, hoặc là 6.3. Nhưng mà mọi người cứ bài tải phiên bản mới nhất đi để cho dễ sử dụng ha. Nó tối ưu được nhiều thứ hơn. Đó, lúc nãy ở ngoài kia cái hướng dẫn sử dụng họ có yêu cầu là mình phải tải phiên bản V2Ray with Core. Đây, Core này là mình có tải ở đây. Lúc mọi người tải về mọi người sẽ nhận được cái file zip như thế này. Thì mọi người click phải vào nó, ấn extract file, là cái này là giải nén file ra. Thì mình cũng đã giải nén rồi sẵn ở đây. Giờ mình chỉ cần truy cập vào thôi ha. Thì lúc mở lên, đôi lúc có một số máy nó không có hỗ trợ đầy đủ, chưa từng sử dụng, thì nó có thể sẽ yêu cầu mọi người tải thêm một cái nữa là .NET. Đây, mọi người thấy chữ, dòng chữ trắng chỗ màu xanh là .NET nè. Thì mọi người cứ ok, bấm tải xong rồi cài đặt nha, cho nó đủ yêu cầu sử dụng, chứ không có gì. Một cái kế tiếp nữa, mọi người ấn vào V2Ray mọi người sử dụng. Nhưng mọi người để ý đây nè, nó hiển thị cho mình chữ not run as admin nè. Thì mọi người đừng ấn vào cách như vậy nha, người thoát ra, mọi người click phải vào nó, ấn run as administrator, yes, cấp quyền cho nó hoặc là đồng ý, tùy như mọi người sử dụng như thế nào. Nhưng mà lúc tải về chắc chắn mọi người sẽ nhận được một cái phiên bản là phiên bản tiếng Hoa. Nãy giờ mình chật vật, mình tìm cách để mình chuyển nó về tiếng Anh luôn ấy. Thì mình mới phát hiện được một điều ở cái V2Ray này rất là hay, là nó có thêm cái phần là chỉnh sáng, chỉnh tối nè, chỉnh màu. Đó, mình chọn Blackpink ha. Đây. Nhưng mà cái này ha, mọi người ấn vào dấu 3 chấm, mọi người ấn English, ấn N này, English nè. Bấm vào ha. Xong sau đó mọi người phải bật cái này lên, click phải vào V2Ray, cái có cái file V2Ray nè, exit, thoát ra nha mọi người, nhớ nha, nhớ phải thoát ra. Xong rồi vào lại một lần nữa thì nó mới đổi cho mình thành tiếng Anh. Còn nếu mọi người vào mà không đổi thì nó không đổi thành tiếng Anh đâu. Đó, giờ vào nè, đã đổi thành tiếng Anh nha. Lúc nãy mình chọc vật với nó lắm luôn á, mất hơn 30 phút mới tìm được cách. Ôi, mình lại quên cấp quyền cho nó cao nhất rồi. Lúc truy cập vào mọi người click phải, ấn Ray Admin nha, cấp quyền cho nó, quyền Admin tối cao nhất luôn. Rồi thì mình cũng lướt sơ lúc nãy rồi, lướt sơ thì nó thấy nó có rất là nhiều chức năng ha. Sử dụng được VMS nè, VLS nè, Shadow Sock nè, hoặc là File Chosen.
Giao dành này là giống như hệ giao thức của 43. Mình đang sử dụng TOS 43 chứ không phải Giao dành này, nó tương tự vậy. Còn VLS là file 80 mà nó chuyển sang VLS này. Ở phần setting này thì nó có option setting. Nó vừa mới có nhiều thứ, mình cũng mới mở lên này nha mọi người. Mình cũng vừa xem và vừa hỗ trợ mọi người luôn. Đây thì ở đây nó có support 10808 thì tạm thời để như thế đi. Enable UDP. UDP này là cái gì? UDP là ví dụ như một cái file, nó có một file lớn có 8 file nhỏ trong đó đi. Nhưng mà nó chỉ cần mạng bị yếu một chút xíu, trong thời gian chuyển 8 cái file đó có một file bị miss thì nó vẫn giữ nguyên hiện trạng cho mọi người, chứ nó không có chờ mà cái file mà bị thiếu đó đó, không có chờ cái file bị thiếu đó để nó gọi là sao ta, để nó hoàn thiện đâu nha, nó lướt qua luôn. Nên mọi người chơi game mọi người bật ODB này nó rất là nhanh, nó nhanh hơn cái phần kia bình thường. Tôi nói snipping, cái này snipping này là cái kiểu phát hiện luôn đó mọi người, là cái mình cũng không biết giải thích như thế nào không rõ nữa, mà thôi mọi người cứ tắt đi ha, sau này có gì thì mình hướng dẫn thêm. Router only on local connect from the LAN. À, cái này mọi người bật lên đi. New port for LAN thì cái này từ từ mình hướng dẫn sau nha. Enable login file. Bỏ qua đi. Unload in queue. Đây cái này mình bật lên. Rồi, mình phải làm hai thao tác ha. UDP này nó bật sẵn rồi, còn phần snipping này mọi người tắt đi. Còn unload in queue thì mọi người bật lên. Xong sau đó mọi người confirm ha. Rồi ok. Cái đó cái cài đặt đầu tiên nha. Thì mình lại mở lên mình xem nó còn cái gì khác không. Vihara setting start on boot enable settings. Rồi mấy cái này mọi người dịch ra nha. Cái này là mấy cái kiểu hỗ trợ cho mình dùng á, thì mọi người lên Google mọi người search nha, xem cái nào ok nhất. Cái này mình hướng dẫn để cho có mạng nhanh nhất thôi, nên mình lướt 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 qua, mình thấy cái nào quan trọng mình chỉnh thôi. Rồi confirm ha, xem như không còn chỉnh gì nữa. Rồi kế tiếp đến bước kế tiếp là subscription group, là nơi để cho mình gắn link vào. Đây subscription group đây, ấn vào xong ấn add. Add thì bây giờ mình quay về cái trang web để mình lấy gói cước nha mọi người. Ở đây là mình có gói của web mình là 4G miễn phí cho Masia. Tôi ấn vào đồng bộ máy chủ, ấn sao chép liên kết. Ok, sao chép liên kết thì ở đây remake, remake này thì mọi người đặt tên cho nó đó. 4G miễn phí chấm Asia, mọi người đặt tên gì cũng được nha, không cần thiết phải đặt giống mình. Rồi kế tiếp URL này là cái đường link mọi người cần để vào. Còn enable update là nó sẽ update cho mọi người á. Automatic update thì cái này là sao ta? Ý là sau bao nhiêu khoảng thời gian ấy, thì nó sẽ update cho mình nữa. Kiểu nó ping lại server cho mình nữa. User agent chắc không cần đâu, remake convert short. Rồi mấy cái này không cần ha, sau này mọi người mà có sử dụng gì thì mọi người cứ để vào thôi. Đó là điền tên gắn link enable update xong confirm ha. Đây bây giờ có server rồi đây. Bây giờ sao nữa ta? Thôi mình trở ra đi. Mình làm ấm một subscription đây. Rồi mình phải bật lên chứ. Đúng rồi, phải load file. Đó. Nó hiện lên một cái cảnh báo của Windows. Thì ở đây thì mình thấy là mọi người để private network hay là public network gì đó cũng được, không sao cả. Rồi sau đó mọi người unload assist, nhưng mà nếu được thì mọi người cứ tắt cái public này đi, mọi người ấn cái private đi ha. Thôi mình cứ để public đi mình unload để cấp quyền cho nó, không phải máy nào nó cũng sẽ hiện như vậy cho mọi người, tùy phiên bản tùy nó khác nhau nhưng mà những cái hình thức nó sẽ tương tự với nhau thôi. Đây thì cái phiên cái gói của mọi người có cái gì đó thì ở đây nó chắc chắn nó có cái đó rồi. Rồi vậy là có mạng rồi, vậy là dùng được rồi, đâu còn cái gì nữa đâu.
Tính ra ra cũng dễ dùng chứ không khó. Mà nãy giờ mình bị chật vật với nó vì vấn đề là không không tìm thấy tiếng Anh. Auto refresh nữa. Nói chung nó nhiều chức năng lắm mọi người. Mình lần đầu mình thấy một cái app nhiều chức năng như thế này. Đây nó có cả whitelist nè, whitelist, blacklist rồi global. Nhiều nhiều thứ lắm. Nhưng mà chẳng kịp. Trong cái Brave Global này, mọi người sẽ setup được nhiều thứ lắm á. Nè, nó change system rồi. Cái này nó cũng tương tự như trên điện thoại mọi người, mình thấy không có khác gì mấy. Nếu mà tương tự như điện thoại thì mình nghĩ nha, cái này mình hướng dẫn luôn. Nếu mà mọi người sử dụng cái cổng 443 TOS không được thì mọi người phải vào để unlock skill cho nó. Đây, ấn sang chu nha. Đây về phần này ha, mọi người muốn setup những cái server cá nhân theo ý của mọi người thì mọi người thử nha, thử theo cái của mình xem thế nào, mọi người cảm thấy thế nào thì nó ok ha. Ví dụ phần flow này mình sẽ chọn là ODB 443. À thôi tạm như ngưng cái đó đi. Ở phần này mình sẽ chọn TCP WS thay vì WS, mình sẽ chọn TCP ha. Còn ở phần TOS này là để chống luôn. Confirm. Dùng biết đâu nó lại mạnh hơn mọi người. Thử thử thử. Cái gì cũng phải thử chứ. Hoặc KCP cũng được. KCP xong rồi chọn UTP. Rồi confirm. Trải nghiệm thôi mọi người. Nói chung nó có rất là nhiều chức năng. Mình nghĩ là mọi người nên trải nghiệm. À, vậy là dùng rồi đó nha mọi người, không còn gì nữa đâu. Rồi cảm ơn mọi người ha, kết thúc video hướng dẫn. Video hướng dẫn này dài quá, tại mình cứ nhây nhưa giải thích nhiều thứ, mình cũng lần đầu sử dụng app này nên là sẵn tiện ngồi tham khảo luôn, rồi xong giới thiệu cho mọi người về những chức năng của nó. Rồi vậy nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Có gì nhớ ủng hộ của website mình nha. Website mình là 4G miễn phí.ica. Gói cước thì nhiều lắm. Server hệ thống máy chủ nè. Bây giờ là 8 giờ tối nhưng mà cái số lượng người dùng máy chủ của mình không có nhiều. Không phải là mình vắng khách, ít khách mà là vì server mình xịn và mình rải đều server ra trong tất cả các gói. Rất ít khi nào trùng nhau nên là mọi người sử dụng server gần như đều với nhau. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.